Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện của điện thoại Sony C4. À xin lỗi các bạn, Sony E4. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn một dịch vụ mới tại di động cao cấp.vn. Đó là dịch vụ thay mới chân sạc của điện thoại Sony E4 chính hãng tại di động cao cấp.vn. Trên hình các bạn có thể thấy đây là trọn bộ main của điện thoại Sony E4 đã được kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn tháo rời ra. Còn đây là phần chân sạc của điện thoại Sony E4. Khi khách hàng gặp các lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của điện thoại Sony E4 không nhận sạc, nhận chập chờn lúc được lúc không, kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn đã bóc toàn bộ cái phần chân sạc này ra. Kỹ thuật viên chúng tôi sẽ bóc toàn bộ phần chân sạc ra và thay mới cho quý vị các bạn. Do cái phần chân sạc này được hàn chết trên main, làm ra khi thay mới, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ phải khò nóng phần này và thay mới cho các bạn. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến các linh kiện khác của máy. Thông tin thêm về dịch vụ thay mới chân sạc của điện thoại Sony E4, quý hàng vui lòng truy cập website www di động cao cấp.vn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý khách hàng cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan điện thoại Sony E4 mà quý hàng đang gặp phải. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Sony E4 hàng đầu hiện nay.